nCoV, ứng dụng khai báo y tế tự nguyện, chính thống và duy nhất, được Bộ Y tế và Bộ Thông tin và Truyền thông khuyên dùng, song ngữ, hỗ trợ tiếng Anh cho người nước ngoài. Với thông điệp chia sẻ để được nhận lại, thông qua việc khai báo y tế tự nguyện trung thực, người dân được tiếp cận thông tin uy tín, tin cậy nhất từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19. Người dân được hỗ trợ và chăm sóc y tế nhanh chóng khi có yêu cầu, theo dõi được khu vực có dịch trên bản đồ, có thể chủ động tránh đi lại qua khu vực không an toàn. Khai báo y tế tự nguyện cho cá nhân và người thân giúp người dân cập nhật được thông tin tình hình sức khỏe hàng ngày, phản ánh thông tin tình hình dịch bệnh xung quanh, giúp các cơ quan chức năng nắm bắt được toàn cảnh thông tin về dịch bệnh để đưa ra các quy định phù hợp nhằm phòng chống dịch COVID-19. Liên hệ đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095. Khai báo y tế tự nguyện, cùng chính phủ chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. VNPT, cuộc sống đích thực.